Chào mừng các em đã đến với kênh Đưa Đò TV của cô. Hôm nay chúng ta sẽ học bài My Neighborhood Lesson 6 Skill 2. Như thường lệ, trước khi đi vào bài, cô sẽ có một trò chơi Kim Game. Chúng ta run ru đi work. Suburbs, restaurants, streets, markets, city, center, near, how, neighborhood. Chúng ta sẽ quan sát những từ này trong vòng 1 phút. Rồi, cô mời hai nhóm, group A and group B, go to the board, write the word on the board for me, please. Rồi, cô mời hai nhóm. Rồi, sau khi hai nhóm đã lên bảng ghi, thầy trò chúng ta sửa. Suburbs, write wrong last, right. Restaurants, write wrong last, right. Streets, right wrong left, right. Center, right. Near, right. City, right. Market, right. House, right. Neighborhood, right. The places are in my neighborhood. Đây cũng chính là tựa đề mà thầy trò chúng ta sẽ học vào ngày hôm nay. Unit 4, My Neighborhood Lesson 6, Skill 2. Copy down, please. Như thường lệ, trước khi đi vào bài mới, Unit 4 My Neighborhood Lesson 6 Skill 2, cô sẽ cung cấp cho mấy em một số cái từ vựng. Look at the picture. Gallery, 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 gallery the first. Có nghĩa là phòng trưng bày nghệ thuật nha. Rồi, mấy em nhìn xung quanh cái phòng coi, nó rất là rộng. Why, 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 có nghĩa là rộng lớn. Trái nghĩa với wide là narrow, narrow, narrow. Narrow the first có nghĩa là chật hẹp. Look at the picture. Heavy traffic, heavy traffic, heavy traffic. Heavy the first, traffic the first. Giao thông, thấy giao thông nặng nề không? Rồi, rất là mọi người ta thì sao? Đông đúc, crowded, crowded, crowded. Crowded the first, đông đúc. Cái này mà về tới nhà được thì chắc nhà gần, mà về tới nhà được chắc nửa đêm thì cũng như là xa ha. Cái này mà về được tới nhà là giống như nhà mà ở hàng ngàn cây số vậy. Nhà cách bên mà cũng như là xa, mà xa ngàn dặm vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học xa là gì? Far away, far away, far away, away, second, xa. Look at the picture. Factory, 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 factory là first, nhà máy. Look at the picture. Cafe, 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 giống như mình đó, cà phê đó. Cafe the first. Copy down, please. Rồi. Gallery, gallery, gallery. White, white, white. Narrow, narrow, narrow. Heavy traffic, heavy traffic, heavy traffic. Crowded, crowded, crowded. Away, away, away. Far away, far away, far away. Factory, factory, factory. Cafe, cafe, cafe. Copy down. Rồi, look at the picture. We, Khang. What are we and Khang talking about? They are talking about we neighborhood. Rồi, bây giờ listen to the conversation between Khang and we and take two of phone. Bây giờ cô mời bạn năm bạn lên bảng, lên bảng đoán cho cô. Bạn Vi những cái hoạt động này true or false ha, mời năm bạn lên bảng đoán. Rồi sau khi năm bạn đã lên bảng đoán, bây giờ chúng ta nghe nha. Unit 4, My Neighborhood, page 45, skills 2, listening. A
Activity 1. Listen to the conversation between Kang and V and tick T, true or F, false. Where do you live, V? I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. What do you like about it? There are many things I like about it. There's a big market near my house. There are also many shops, restaurants, and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly. What do you dislike about it? The schools are too far away. There are also some factories near here, so the air isn't very clean, and the streets are noisy and crowded. Rồi. Number one, V live in the center of Ho Chi Minh City. True, phone last. Phone, center, suburb. Ha. Number two, there is a big market near her house. True, phone last. Two, good. Number four, there the streets are narrow. True, phone last. Phone, white. Number four, the school are far away. Two phone last. Two. Right. There are some factory near her neighborhood. Two phone last. Two. Good. Rồi mình sửa năm bạn năm câu này của mấy bạn nha. Các bạn giỏi quá. Cho một tràng vỗ tay đi mấy em. Rồi. Listen to the conversation again and fill the blank. À, chúng ta lại có một cái loại bài tập khác để hiểu hơn về V neighborhood ha. Now listen. Unit 4. My neighborhood. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to the conversation again and fill the blank. In the suburbs of Ho Chi Minh City. What do you like about it? There are many things I like about it. There's a big market near my house. There are also many shops, restaurants, and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly. What do you dislike about it? The schools are too far away. There are also some factories near here, so the air isn't very clean, and the streets are noisy and crowded. Rồi, cô mời năm bạn lên bảng ghi cho cô. Ghi kết quả ra, à, biết cái câu trả lời lên bảng. Rồi, bây giờ chúng ta check lại nha. Number one. Ask. Gallery, right, wrong, last, right. Number two, wise. White twist, right. Helpful and friendly, right. Rồi, what we dislike? Far away, right. Crowded, right. Rồi, bây giờ nghe cô đọc nha. What we like? Many shops, restaurants, and art gallery in her neighborhood. White streets, helpful and friendly people. What we dislike, too far away school, dirty air, noisy and rowdy streets. Now copy down. Cái bài này cô cho mấy em làm để hỗ trợ mấy em ở trong chương trình dạy, cô không dạy cái phần này ha. Cái này là để bài tập thêm ở nhà cho mấy em ha, mấy em nghe để làm bài tập thêm thôi, không dạy phần này ha, hỗ trợ phần này cô hỗ trợ. Unit 4. My neighborhood. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to the conversation again and fill the blank.
Chi Minh City. What do you like about it? There are many things I like about it. There's a big market near my house. There are also many shops, restaurants, and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly. What do you dislike about it? The schools are too far away. There are also some factories near here, so the air isn't very clean, and the streets are noisy and crowded. Rồi, chúng ta sửa nha. Number 1, B, suburbs. Number 3, markets. Number 2, markets. Number 3, white. Number 4, friendly. Rồi. Rồi, cái này cô hỗ trợ mấy em ha. Rồi, cái phần này cô cũng hỗ trợ mấy em ha. Cái tháp tiếp này cô hỗ trợ các em. Trong lớp cô không dạy cái phần này ha. Unit 4, My Neighborhood. Page 45, Skills 2, Listening. Activity 1, Listen to the conversation between Kang and V and tick T, true or F, false. Where do you live, V? I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. What do you like about it? There are many things I like about it. There's a big market near my house. There are also many shops, restaurants, and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly. What do you dislike about it? The schools are too far away. There are also some factories near here. So the air isn't very clean, and the streets are noisy and crowded. Yeah. À, còn cái tab tiếp này, cái bảng tiếng Việt này cô cũng hỗ trợ mấy em ha. À, cô cũng hỗ trợ mấy em. Unit 4, My Neighborhood. Page 45, Skills 2, Listening. Activity 1, Listen to the conversation between Kang and V. And tick T, true, or F, false. Where do you live, V? I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. What do you like about it? There are many things I like about it. There's a big market near my house. There are also many shops, restaurants, and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly. What do you dislike about it? The schools are too far away. There are also some factories near here. So the air isn't very clean. And the streets are noisy and crowded. Yay. Bây giờ chúng ta sẽ summarize lại cái V neighborhood ha. Rồi. V nói là V like a big market near her house, many shops, restaurants, art gallery. Rồi, V like the streets are wide, people are helpful and friendly. Rồi, V dislike school are too far away, the air isn't lean. Rồi, we didn't lie. We did lie. We lie. The streets are noisy and crowded. Rồi, mấy em nhìn cái lie với decline của V để mình sẽ coi cái bài này ha. Đây, V neighborhood. I live. Lap, lap, lap. There are many things I like about my neighborhood. However, there are some things I dislike about it. Đây. Đó. I live in the suburbs of Ho Chi Minh City. There are many things I like about my neighborhood. There's a big market near my house. There are also many shops, restaurants, and art gallery here. The streets are wide.
The people are helpful and friendly. However, there are something I dislike about it. The school are too far away. There are also some factory near here, so the air isn't very clean and the streets are noisy and rowdy. Rồi bây giờ cô sẽ có qua cái phần writing. Mình sẽ thích what you like or dislike about neighborhood ha. Mấy em sẽ có như là standy busy, heavy traffic, many modern building and office, peaceful streets, wood restaurant and cafes, sunny weather, helpful and friendly people, many shops and markets. Đây, mấy em sẽ làm dislike hoặc là like. Đây. Đó. Mấy em làm này để làm gì? Mấy em lấy mấy cái ý này để mấy em viết cái bài này nè. Đó. Đó, bây giờ mấy em sẽ write a photograph about work. Write a photograph about 50 work about your neighborhood, saying what you like and dislike about it. You can blog aim a model. Mấy em có thể sử dụng cái bài của Khang đó, bài reading, nhưng mà mấy em mới nãy mấy em lấy cái bài của Vi á, cái bài mẫu của cô đó, mấy em có thể viết vào ha. Rồi. Bạn nào viết xong rồi lên mà đưa lên cho cô coi coi. Ha, dán lên lên trước lớp cho cô coi coi, bắt đầu mình sửa nha. Ví dụ như I live in the suburbs of Long Xuyên City. There are few things I like about my neighborhood. The food here is delicious and cheap. The people are kind and friendly. The weather is nice. However, there are two things I dislike about it. The school is far away, and the streets are narrow. Bài của chúng ta đến đây là hết rồi mấy em. Bây giờ về nhà mấy em học các từ vựng này, viết lại cái đoạn photograph ha, giống như cái bài mẫu của cô. 40 tới 50 từ về cái neighborhood của mấy em ha. Rồi mấy em đọc cái những cái từ vựng này, 8 từ vựng này cho cái nghĩa tiếng Việt của nó. Rồi tạm biệt mấy em. Chúc mấy em luôn chăm ngoan học giỏi ha. Rồi mấy em ủng hộ cho cái kênh Đưa Đò TV của cô. Mấy em chia sẻ, mấy em ấn nút like, rồi mấy em ấn cái nút đăng ký ha, để nhận được nhiều video clip mới nhất của cô. Goodbye, see you later.